Nè, ủa nhai rách hết một chiếc rồi mà sao còn chiếc nào không nhai nữa? Đi nè, cho nhai đó, nhai đi, nhai không? Ừ, ủa sao hồi nãy nhai sướng lắm mà, nhai một chiếc rồi với lại nhai hết một chiếc giày, nhai một chiếc bao tay nữa mà, cái một chiếc một một cái hậu trang nữa mà, sao giờ không nhai đi? Ừ, này nhai đi, ngậm vô cái miệng đi nè, ngậm vô. Ừ, sao giờ tội nghiệp vậy, ngậm vô, ngậm đó, ngậm im đó, nghe chưa? À, úp cái mặt vô trong tường, ngậm úp cái mặt vô trong tường á, ngậm đó, hồi nào mà nhớ, thấy chưa, ngậm để nhớ, nghe chưa? Bữa nay mà xé đồ là tao giết cái đầu, nghe chưa, nghe không? Xé hết bao nhiêu đồ rồi, mấy bộ đồ rồi hả? Mấy đôi vớ, mấy đôi dép, mấy cái đôi bao tay rồi hả? Xé hết bao nhiêu thứ rồi? Ừ, xé bao nhiêu thứ, giờ bao nhiêu ký rồi? 35 kg rồi đúng không? Bao nhiêu một ký thịt rồi? Cho đi nghe chưa? Hả? Cho đi được chưa? Ừ, nuôi tốn cơm tốn của nè, ăn cho nhiều cho mập lên nè, mà lì nè, phá nè. Hả? Sao giờ nhìn vẻ tội nghiệp vậy? Lúc xé sao không tội nghiệp, lúc xé vui lắm mà. Đứng im đó. Cái mặt ra, ngậm im nghe, rớt là tao quánh nghe chưa, ngậm đó nghe chưa, rớt xuống là tao giết đầu nghe chưa, ngậm đó để này để nhớ nghe chưa, nghe không? À, thở cái gì, tội nghiệp lắm ha. Sao giờ làm vẽ tội nghiệp vậy, giờ cái mặt tội nghiệp vậy, ngậm im đó, mà ngồi im đó, rớt xuống là tao giết đầu, nghe chưa?